Được khởi công từ cuối tháng 3 năm 2020, tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long Vân Đồn có tổng chiều dài 11,67 km, trong đó tuyến chính 6,4 km. Tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng là 60,34 ha, ảnh hưởng tới 468 hộ dân, 11 đơn vị. Toàn bộ tuyến chính đã được nhà thầu bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2020. Hiện cơ bản mặt bằng của các tuyến nhánh, các tuyến đường gom của dự án với tổng chiều dài 4,2 km đã được chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố vận động nhân dân bàn giao cho nhà thầu. Còn đúng một hộ dân nữa là chưa đồng ý bàn giao bằng. Thì thời gian tới đây chúng tôi tiếp tục là huy động toàn bộ hệ thống chính trị của phường và phối hợp cùng với các phòng ban đơn vị để tuyên truyền hộ dân còn lại để bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công dự án. Đối với tuyến chính, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh đang hoàn thiện hệ thống cây xanh, tiểu cảnh trang trí. Đối với tuyến đường nhánh gồm nút giao cao tốc, nút giao cầu Cửa Lục 1, đường gom, các hạng mục phụ trợ do Ban Quản lý Công trình Đầu tư Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, hiện đã thi công đạt 80% khối lượng. Hạng mục giải bê tông nhựa đến thời điểm hiện nay là đã được khoảng 40% của dự án. Dự kiến là sẽ hoàn thành vào thời điểm đầu tháng 12. Năm đầu tháng 12 tới và hợp đồng là vào thời điểm là kết thúc là giữa tháng 12. Cố gắng đến 30 tháng 11 là hoàn thành xong hết tất cả các hạng mục để bàn giao cho đơn vị quản lý. Dự án đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long Vân Đồn hoàn thành sẽ mở ra thêm hướng giao thông kết nối khu vực đô thị thành phố Hạ Long, hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ có năng lực lớn kết nối với các trung tâm kinh tế chính trị lớn của tỉnh.